товарищ генерал, разрешите доложить? Докладывай, докладывай, браток. Рубли к рублям, доллары к долларам. Свободен. Cốc nước mía. Không đá đâu chị nhá. Không đá. Không, viêm họng đắng rồi này, viêm họng khổ lắm. À thôi đừng cho quất chị ạ. Quất uống vào toàn là quất chua lét, gọi là nước quất cho nó nhanh. Không hút. Toàn là hút trắng à? Ơi, có hút trắng ơi. Em thích trắng ấy nhưng mà lấy cho em cái tím. Không có tím à? Không có tím đâu. Thế thôi em ghét trắng kể từ giờ phút này. Không phải ống hút đâu chị ạ. Mà chị xem lại cái máy quay đây này. Quay được thì toàn ong này để uống rồi mật ong để chết à? Không. Chị thái cho em máy khác đi uống là sao được? À, an toàn đâu mà uống. Đây, cầm đi. Thế em cảm ơn nhá.